Việt Nam và Cộng hòa Uzbekistan có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế thương mại vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Vì vậy, tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Đầu tư Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan, mới đây, hai bên đã tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đề nghị xem xét nâng cấp chủ tịch phân ban hai bên lên cấp bộ trưởng và sớm thống nhất thời gian khoa họp lần thứ 8 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Uzbekistan trong năm 2023, nghiên cứu thành lập tổ công tác do thứ trưởng hai bộ làm tổ trưởng để cùng thống nhất các phương hợp tác trong thời gian tới, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tham gia vào các hội trợ, triển lãm chuyên ngành được tổ chức tại Việt Nam và Uzbekistan. Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam sẽ thành lập đoàn xúc tiến thương mại sang Uzbekistan để khảo sát thị trường, kết nối giao thương trong một số lĩnh vực như dệt may, da dày, bông sợi, nông sản. Về phía Uzbekistan, bộ trưởng bộ đầu tư công nghiệp và thương mại lajit kuratov mong muốn hai nước cần tăng cường hợp tác thông qua các giải pháp như thành lập liên doanh để sản xuất các sản phẩm thế mạnh của hai bên xem xét ký hiệp định về hỗ trợ hải quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa nghiên cứu tận dụng triệt để hành lang đường sắt liên vận quốc tế để mở rộng thêm phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai nước